Ơi, anh chị nào mua lô đất này về cho bò ăn nha. Có nhiều anh chị nói Hiệp là thấy Hiệp đăng lên nói, ôi đất này mà mua về cho bò ăn, trồng cỏ cho bò ăn rồi ha. Đây đây, cỏ cho bò ăn đây anh chị. Thấy không? Bò nuôi bò cũng có thu nhập vậy đúng không ạ? Nhưng mà sai lầm nha anh chị nha. Nè, cho coi kỹ nè. Thấy một mảnh đất đẹp không? Đó. Dân cư ở sầm uất luôn. Ngay đường nhựa ở đây. Rồi thứ nhất, thứ hai, từ đây bước ra tới quốc lộ 20 trung tâm hành chính luôn, chỉ có 500m thôi. Thấy chưa? Đấy, đó đất cho bò hả? Cho bò ăn hả? Đây đây nha, 90 triệu một mét nha anh chị. Mặt tiền đường này nè, đó, quy hoạch đất ở đô thị 100% nha. 90 triệu một mét. Anh chị nào anh mua cái này về phân lô phân nền thì cứ alo cho Hiệp nha. Hiệp chỉ quay sơ lược vậy thôi. Đó, còn anh chị nào thiện chí muốn đầu tư thì anh chị cứ alo cho Hiệp nha. Đấy, đất cho bò. À. 90 triệu mét nha anh chị. Đó. Quy hoạch đất ở đô thị 100%. Được không ạ? À, Hiệp mở cái bản đồ lên cho anh chị xem nè. Đó, anh chị mình xem đi. Thấy chưa? Đẹp không? Đấy, đất cho bò ăn nha anh chị. Đó, quá đã ha. Đó, anh chị nào ok là cứ alo trực tiếp cho Hiệp nha anh chị. Này mình mua là mình phân lô ra ok nha. Đấy, nhà cửa nha, cách trung tâm 500m nha. Đây, đất cho bò, bò ăn, bò nằm ngủ, bò đẻ nè, thấy không, bò đẻ nó bê bê là có tiền, thấy không, đó, đó, thấy chưa, bê. Đây là nhà cửa dân ở đây nha, đây là trung tâm nha anh chị, đất thị trấn nha anh chị, chứ không phải đất xã nha, cách quốc lộ và trung tâm hành chính chỉ có 500m thôi.